Bình Tân tiết lộ tình hình sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bình Tân cho biết mới đây, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đích thân xuống thăm khiến cô bất ngờ. Nữ ca sĩ mong ba nuôi có thể trở lại với nghệ thuật trong thời gian sớm nhất. Trên trang cá nhân Bình Tân chia sẻ lại ảnh mới của nghệ sĩ Vũ Linh và nhận được sự quan tâm của khán giả. Nữ nghệ sĩ cho biết những ngày qua do bận rộn với công việc nên cô không có thời gian gặp ba nuôi. Đến hôm nay khi thấy nhớ quán quần sao nối ngôi mùa đầu tiên, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đến thăm, sẵn tiện thắp hương cho cố nghệ sĩ Bạch Mai. Bình tinh tâm sự sau khi nghe lời cầu nguyện của nghệ sĩ Vũ Linh, cô không khỏi xúc động. Nữ nghệ sĩ thuật lại tâm sự của bà nuôi, xin cho con khỏe để con đi hát. Kèm theo đó quán quần sao nối ngôi gửi lời động viên tinh thần đến giọng ca sinh năm 1958. Con biết bà nhớ sân khấu lắm, ráng nhà ba ơn trên phù hộ ba sẽ sớm trở lại sân khấu dạy dỗ truyền nghề cho con cháu đồng thời bình tinh chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú vũ linh xuống thăm con gái được là khỏe re rồi còn mắng yêu một trận mới chịu về riết rồi bất hiếu bỏ ba không thèm lên thăm lo cày quá trời làm quá bán mạng hay sao hả con cái gì cũng từ từ quan trọng sức khỏe chứ con thường lắm ba còn mắng là con còn vui những chia sẻ của con gái cố nghệ sĩ Bạch Mai khiến nhiều đồng nghiệp như nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, Kim Tiểu Long và Bảo không khỏi xúc động. Mọi người nghẹn ngào trước những mong mỏi của nghệ sĩ Vũ Linh dành cho nghệ thuật, đồng thời động viên ông giữ tinh thần lạc quan để trở lại với công việc. Một khán giả bày tỏ, yêu mến nghệ sĩ Vũ Linh, mong chủ có thật nhiều sức khỏe nhé thần tượng của con. Người xem khác cũng bộc bạch, thường chú quá thanh xuân của ít bao thế hệ. Trao đổi với phóng viên Bình Tinh cho biết cả tuần nay do công việc quá bận nên cô ít đến thăm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bản thân con gái cố soạn giả Bạch Mai bất ngờ khi mới đây, ba nuôi đã cất công xuống gặp và trách hờn mình. Mỗi ngày ba cứ mở Facebook tôi lên xem, thấy tôi làm việc liên tục thì bà sót. Hôm nay tôi chuẩn bị đi công việc thì thấy bà ghé thăm, làm tôi cũng hết hồn. Nhiều lúc tôi thăm bà cũng không biết vì bà ngủ rồi, nay bà nhớ còn quá nên xuống, Tôi cho bà ở một xíu rồi về nghỉ ngơi vì sợ ba mệt. Nói về tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ siêu ưu tố Vũ Linh, Bình Tinh cho hay, Ba xuống thăm tôi được là bà khỏe lắm rồi, bây giờ tôi cố gắng mua đồ cho bà bồi bổ, mập mạp hơn xíu nữa, thì chắc bà đi hát trở lại được rồi, bây giờ bà đang mong mỏi điều đó lắm. Trước đó, thông tin nghệ siêu ưu tố Vũ Linh bị bệnh từng khiến khán giả lo lắng. Thời điểm này, phía gia đình từ chối tiết lộ cụ thể về bệnh tình của ông tuy nhiên bình tinh cho biết nghệ sĩ vũ linh đang dần ổn định và sớm quay lại nghệ thuật dù vậy ông hạn chế nhận sâu chỉ chọn lọc những chương trình thật sự phù hợp